Ngày 28 tháng 2, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 2 năm 2024. Tại buổi tiếp công dân lần này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn cùng lãnh đạo thanh tra tỉnh, các sở ngành, địa phương có liên quan đã tiếp công dân ông Ngô Văn Mười và bà Lâm Thị Cẩm, ngụ ấp Ô B xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, có đơn khiếu nại về việc điều chỉnh diện tích trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất yêu cầu làm rõ thửa đất số 752 và thửa đất số 892. Dù việc này đã được tiến hành giải quyết theo quy trình, tuy nhiên mới đây vợ chồng ông tiếp tục khiếu nại không thống nhất với kết quả làm việc vào ngày 20 tháng 2 năm 2024 giữa thanh trai tỉnh với gia đình ông. Về vụ việc này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương ghi nhận đầy đủ ý kiến, kiến nghị của vợ chồng ông Ngô Văn Mười, những vấn đề đồng ý và chưa đồng ý về kết quả làm việc với thanh tra tỉnh đồng thời ngành chức năng cũng đã giải trình làm rõ vụ việc theo thẩm quyền cũng như trả lời cụ thể cho vợ chồng ông về quy trình tiến độ giải quyết các vụ việc theo quy định của pháp luật